Chuyện tình báo Mời các bạn tiếp tục đón nghe Tiểu thuyết tình báo của tác giả Ma Thanh Hải Đen vỏ đỏ lòng Phần 5 Hồi mới vào năm Ở trại di cư Phú Thọ Liều Tôi gặp gia đình ông Trùm Táo Cả đời nhà ông Táo chuyên nghề làm bõ kéo chuông nhà thờ ở xứ bầu bố ông táo là bõ sẹo đặt tên như vậy lâu năm rồi cũng quen gọi như thế thật tên bõ là gì thì không ai rõ bõ sẹo vào kéo chuông ở nhà thờ từ tuổi nhỏ khoảng hơn hai mươi tuổi anh khá đẹp trai con gái xứ đạo cũng có nhiều cô để ý một đêm noel ngồi giữ lửa canh cho nồi súp bò của cha xứ anh trai trẻ ấy ngủ gật để nồi súp bị cạn cháy khê hỏng cả bữa ăn rơi về ông của cha xứ mời khách từ Hải Phòng về dự. Lễ nửa đêm xong, hay tin nồi súp bị cháy cạn. Cố lễ, linh mục người châu Âu đùng đùng nổi giận, vác cả một thanh củi gộc to đang đỏ rực than quẳng vào mặt anh bõ. Và từ đấy, bõ sẹo mang một cái sẹo lớn dài ngang mặt cùng với một đôi mắt lòa dần. Cho đến 6 tháng sau thì bị mù hẳn. Về sau, cố lễ đổi về Bắc Ninh, cô phúc đến rồi cố hành Võ sẹo trở thành một ông già lẩn thận Quanh quẩn lần mò Hết nhà tóc sang nhà nuôi Ngày cũng như đêm Đối với ông cũng là tối om mịt mù Võ sẹo say lúa giã gạo Nấu cám nuôi lợn Đến giờ các cố ngồi nhà xứ Gõ cốc cốc vào cái mõ Ông lại vội vã bỏ giờ mọi việc Tất tưởi lên gác chuông Kéo giật những hồi chuông ai oán vào những năm 1930-1931, dân đói các nơi kéo đi ăn mày. Hai mẹ con một người ăn mày quá đói, liều mạng chui qua rào tre, bỏ vào nhà xứ ăn vụng vại cơm mẻ của bõ sẹo. Bõ sẹo người thấy mùi người lạ, lò dò vào hỏi. Người đàn bà kia sụp xuống lạy ông. Xin ông bõ rộng lòng thương cho con bà được yên ổn, nuốt miếng mẻ đang lúng búng ở trong mồm. Tội vạ đâu, người mẹ xin chịu nhận để cho đứa con trai 3 tuổi qua cơn đói Từ trong lòng hai hốc mắt Lâu nay đã cạn khô của bõ sẹo Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống Đêm hôm ấy Ông giấu hai mẹ con người đàn bà khốn khổ đó Trong xó chuồng lợn Được vài đêm yên ổn Thì tiếng khóc của đứa bé Đã làm lộ nơi trốn lủi cuối cùng Của hai mẹ con Cố hành sục sạo trong cơn nóng giận Bừng bừng Vì tên bõ láo sược Dám làm trái với luật nhà Đức Chúa lời. Người mẹ bèn phải bò ra, gục đầu xuống đất, hai tay ôm chặt lấy chân ông cha xứ, miệng nức nở nhận tội về mình. Chạy lỗi cho ông bỏ, cố hành hất mạnh mũi giày lên, miệng xì xồ ẩm ĩ. Người phụ nữ thương con hết mực ấy ngã bật ngửa ra, và cứ đôi mũi giày tây cứng như đá, cố hành vị cha xứ thay mặt Đức Chúa lời ở cái xứ bầu này đã dùng những cú đá móc sườn những cái dập giữa ngực và gót giày dây dây ở cuống họng người nằm ở dưới đất để đưa ngay linh hồn người đàn bà nọ lên chầu chúa chẳng còn kịp chịu ghép sau rốt sau khi làm chọn phận sự vùi xác người đàn bà xấu số vào bụi chuối và phải câm miệng như hến bõ sẹo được cố hành rộng lượng ban cho ân huệ là nuôi thằng bé mồ côi điều may mắn to lớn là bõ sẹo đã được ơn trên cho sống dai hơn cha xứ nên sau khi cố hành không còn ở trên đời này nữa võ đã trộm phép cố Mà kể lại chuyện cho chú bé táo biết Về những ngày cuối cùng Và nhất là những phút cuối cùng Của người mẹ khốn khổ Cố mạo được cử về thay cố hành Làm cha sứ ở xứ bầu Còn chú táo thì thay chân bỏ sẹo Để kéo chuông nhà thờ Sau cách mạng tháng 8 Cố mạo về Tây Nhưng chẳng bao lâu Thực dân Pháp quay trở lại Chiếm đóng ở vùng này Giáo dân bầu anh Táo làm trùm trưởng sứ đạo để tiếp tục trông coi việc đèn nến nhà thờ, kiêm việc đôn thuế bắt phu cho quan trường đồn mông tăng của quân đội viễn trình Pháp. Không bị hỏng mắt như bỏ sẹo, nhưng ông trùm Táo cũng chẳng nhìn thấy đức mẹ bay vào năm 1954. Tuy vậy, ông sợ ở lại xứ bầu rồi sẽ xảy ra chuyện mà đức cha Trương trên Hải Phòng đã dạy bảo rằng Việt Minh sẽ về cắt lưỡi móc mắt tất cả những ai làm việc với Pháp. Tuy bụng dạ ông chẳng có gì, nhưng dù sao ông cũng đã lên xuống nhiều lần với quan Tây. Ông sợ Việt Minh sẽ cắt lưỡi ông mất. Thế là ông đưa vợ con xuống tàu há mồm theo Đức mẹ vào năm để chống cộng đến cùng. Năm ấy ông trùng táo 27 tuổi, vừa đúng tầm tuổi được tin cậy xếp vào hàng ngũ các chiến binh quyết tâm chống cộng do Đức cha Lê Hữu Từ chiêu mộ. Ba năm sau, hạ sĩ Táo bỏ xác trên cao nguyên. Không kịp nhận được tin vợ ông bị chết sau một cơn sốt rét ác tính ở khu dinh Điền định quán. Bơ vơ không nơi nương tựa, ba đứa nhỏ phải đưa vào cô nhi viện ở Gò Vấp, Long Thành và Bắc Ái. Còn cô con gái lớn nhất của ông bà Trùm, cháu vợ, 12 tuổi, được Linh Mục Tránh xứ giao kiệm đưa về nuôi, giúp việc vặt ở trong nhà xứ Ba năm sau, tôi bất chợt gặp cô bé vựa đã lớn phỏng lên. Biết tôi là người quen cũ của bố mẹ cô từ khi còn ở xứ bầu. Cô bé khóc nức nở. Tôi phải cố an ủi. Mãi sau, vựa mới kể lại. Thì ra, thấy cô bé càng lớn càng xinh xắn. Cha tránh xứ giao kiệm. Người cha linh hồn và cha nuôi của cô đã không cầm lòng được trước sự cám dỗ ma quỷ. Và một đêm bất hạnh đã đến với cô bé mới tròn 15 tuổi uất ức vì đau khổ và tủi nhục vừa giáp tâm bỏ trốn khỏi nhà xứ và định lao đầu vào đoàn xe nhà binh đang chạy từ phương lâm về đoàn xe xô vào nhau nhưng kịp né tránh không lăn bánh lên đầu cô bé lúc đó đã nằm chết giấc giữa đường cái quạnh vắng đoàn xe chở cô về đến hàng xanh ngoại ô sài gòn khi cô tỉnh dậy vùng vằng đòi xuống xe và bây giờ cô gặp tôi tôi thật lúng túng không biết quên nhủ cô sống ra sao cho hợp với hoàn cảnh của cô và cũng hợp với vai trò lúc này của người khuyên. Tôi chỉ có thể nói, còn hãy dáng sống bởi vì không ai cho phép cướp quyền của Chúa đã an bài cho từng người. Còn sống thế nào thì tùy con, nhưng không một lúc nào con quên nhớ đến những nỗi cực nhọc của bố mẹ con. Đó là mấy điều đơn sơ mà lúc này cha có thể khuyên bảo. Về sau này tôi cứ băn khoăn mãi và cũng tự trách mình lúc ấy đã không chọn lựa được cách gì để nói rõ hơn sự suy nghĩ của mình năm ngoái lúc chế độ diệm nhu đang sắp sụp đổ tôi gặp lại cô gái đó đã được canh tân từ trong tên gọi cũng như trong bộ đồ nữ tu sĩ cô cụp đôi mí mắt xuống quỳ gối môi nhợt ra run run lạy cha nay con là nữ tu sĩ dẹc mèn kim phượng con xin phạm luật sòng để trình với cha rằng mãi mãi không bao giờ con quên lời cha đã răn dạy con khi trước từ đó dẹp mèn tìm gặp tôi đều đều và cô chịu khó làm theo những điều tôi hướng dẫn từ dễ đến khó mặc dù có thể cô chưa hiểu hết cặn kẽ mục đích sâu xa của công việc cô làm sau khi khấn lọn ít lâu dẹp mèn kim phượng được chọn đưa vào tòa khâm sứ của triều đình vatican ở sài gòn đóng trụ sở tại ngôi nhà 173 đường Hai Bà Trưng. Công việc của cô cũng đơn giản và nhẹ nhàng, là quét dọn nhà cửa, soạn sửa giường mền, tiếp nước khi có khách. Còn lại bao thời gian thì dành cho việc nguyện ngắm. Tính nét nhanh nhỏ, chịu khó làm lụng, thay cho chị em khác. Dần dần dẹp mền được giao cho cả việc đi chợ mua sắm đồ cho Đức Cha Khâm Sứ, cùng các cha ở trong tòa khâm. Sau ngày gặp anh Hùng, Tôi hiểu công việc của tôi là phải leo cao hơn, biết những việc lớn hơn, thấy xa hơn những gì có thể xảy ra. Muốn vậy, phải bỏ qua những gì nhỏ nhặt, chú tâm hơn vào các nơi đầu não. Thì đây, tòa Khâm Sứ là một trong những nơi cần thiết ấy. Từ chỗ kể lại những điều tai nghe mắt thấy một cách ngẫu nhiên, Jackman đã lưu ý đến những điều đáng để tâm. Và rồi, cô nữ tu sĩ ấy dần dần đã có thể làm những việc khó khăn hơn. Trên đường từ Mỹ qua Việt Nam làm đại sứ, Henry Capotlot đã vòng qua châu Âu, gặp giáo hoàng mới lên ngôi. Vì thế, từ khi làm việc tại nhiệm sở ở Sài Gòn này, viên đại sứ Mỹ giữ mối liên hệ khá chặt chẽ với tòa 173 Hai Bà Trưng, là người tiếp nước ở phòng khách ở tòa khâm sứ. Jackman biết rất rõ giờ đến và giờ về của đại sứ Mỹ mỗi khi tới tòa nhà này. Nhưng rất đáng tiếc là cô không biết tiếng Pháp Cà bốt lốt nói tiếng Pháp rất giỏi Nên cô chỉ có thể nắm bắt được bầu không khí của cuộc gặp gỡ Chứ không biết rõ nội dung những câu chuyện trao đổi Giữa những người dự cuộc mật đàm Vì thế tôi phải mạnh dạn dùng biện pháp kỹ thuật Một buổi chiều đầu mùa hè năm 1964 Bà Hai Dự bán hàng hoa quả ở chợ Tân Định Sai con đến đưa cho tôi một nải chuối có 9 quả. Đây là một ám hiệu đã được quy ước trước. Sáng hôm sau, gần 9 giờ, tôi tới bệnh viện Thánh Pôn ở cuối đường Phát Thanh Giản, nay là đường Điện Biên Phủ. Loanh quanh một vài vòng, rồi tôi thủng thẳng vào hành lang ngồi đợi trước cửa phòng chữa răng. Nữ tu sĩ dẹc mèn Kim Phượng đang ngồi ở ghế cuối. Nhìn thấy tôi liền từ từ đứng dậy, lặng lẽ mở cửa vào phòng thuốc. Mắt lờ đờ, nhìn thẳng như đi giữa nơi không người thấy cô mang cặp kính trắng gọng đồi mồi tôi yên tâm dấu hiệu an toàn đúng quy ước mà làm tôi lặng lẽ tới ngồi vào nơi dẹp mèn vừa đứng dậy bỏ đi mọi người xung quanh người thì chăm chú đọc báo người thì nhăn nhó ôm mặt người thì nhỏ nhẹ nói chuyện với người ngồi kế bên tôi hếch mắt lên như ngắm nhìn đám mây trắng bên ngoài cửa sổ nhưng tay phải lần theo mép ghế sờ thấy ngay một quận nho nhỏ chờ khi cô y tá mở cửa phòng điều trị bước ra và mọi người ngẩng mặt giọng tai nghe cô ta kính mời một quý khách vào phòng bệnh tôi lấy hai ngón tay bóc ngay một cuộn cài dưới đáy ghế đồng thời tay trái rút khăn mù xoa chùi mặt bằng cả hai tay thế là chỉ hai giây đồng hồ cái cuộn nhỏ quý giá kia đã nằm kín đáo giữa chiếc khăn ở trong túi quần tôi cuộn nho nhỏ ấy chính là cuộn băng ghi âm ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện sáng qua của ngài đại sứ Henry Capotlot với đức cha khâm sứ tòa thánh Vatican mà nội dung chính là như sau. Ngài khâm sứ hẳn cũng rõ kẻ thù chung của chúng ta không phải là hạng non yếu. Vì thế, chúng ta cần thiết phải gia tăng những hành động liên đới với nhau. Ngài đại sứ có thể hoàn toàn yên tâm về phía tòa thánh Vatican mà chúng tôi có vinh dự được đại diện tại xứ sở này. Luôn luôn ý thức được những điều mà ngài đề cập Vâng, vậy thì tôi xin vào việc Chúng ta muốn giữ tự do cho mảnh đất này Thì không thể chỉ ngồi chờ Việt Cộng xuất hiện Ở cửa ngõ Sài Gòn rồi mới tiêu diệt chúng Ý tôi muốn nói là cần phải tiêu diệt chúng Ở ngay trong hang ổ của chúng Trong rừng sâu, tôi ngài đại sứ Ồ, ngài khâm sứ Nên thấy hang ổ của chúng xa hơn và cao hơn đó chính là cả miền Bắc Việt với đầu não là Hà Nội. Tôi không có ý gì trái với ý ngài, thưa ngài đại sứ, vậy thì ngài thấy chúng tôi có thể làm được gì cho cái công trình quan trọng này của thế giới tự do? Vâng, tôi nói ngay đây thôi. Thứ nhất, ngài hãy trao cho chúng tôi và để chúng tôi sử dụng mạng lưới cơ sở của các ngài ở các vùng đạo ngoài Bắc Việt và về cung cấp những tin tức rất cần thiết cho các lực lượng quân sự ở Hoa Kỳ. Ngài có sẵn sàng thỏa thuận về việc này không? Thưa ngài đại sứ, xin ngài đừng hiểu lầm về điều tôi sắp nói đây. Công chuyện không phải là có sẵn thỏa thuận hay không, mà là ở đây, tôi mới ngỏ lời chân thành bày tỏ một sự thật. Cái mà các ngài đòi hỏi, thật ra không đáng để chúng ta đặt hy vọng vào nó. Mà cái chuyện đó, ngài có sẵn sàng trao hết những đầu mối còn lại cho chúng tôi không? Ồ thưa ngài Xin ngài đừng nổi nóng Tôi chỉ muốn lưu ý ngài rằng Đừng đánh giá quá cao Cái mà chúng tôi sẵn sàng bàn giao cho ngài Vậy thì được Còn chuyện đánh giá cao hay thấp Thì ngài khâm sứ nên biết Đức giáo hoàng được tòa tánh tôn sung Có cách quyền bất khả ngộ Còn nước Mỹ chúng tôi Thì dành cho những cái quyền đánh giá Đúng như những vật đem ra mua bán với nhau Bây giờ điều thứ hai ngài tạo ra cho chúng tôi một luồng dư luận run sợ trong dân chúng bắc việt và nếu tốt hơn nữa là một tinh thần nổi loạn để cướp chính quyền ở bắc việt một khi mà các lực lượng của chúng tôi bắt đầu thực hiện chương trình thế nào về việc này ngài khâm sứ cũng do dự có phải không từ ngài đại sứ nếu ngài muốn gọi là như thế thì cũng xin tùy quyền của ngài nhưng quả thật là với những kinh nghiệm giáo hộ chúng tôi đã cọ sát với Cộng sản Bắc Việt, thì chúng tôi thấy gần như và đi đến kết luận rằng không thể làm nổi việc ngài đề ra đâu. Sức mạnh của Cộng sản Bắc Việt hình như nằm trong lòng dân chúng, kể cả dân công giáo. Đó là điều mà chúng ta phải cân nhắc kỹ. Tôi được, việc đó xem như các ngài gắng sức làm đến mức nỗ lực tối đa. Còn mức độ hữu hiệu tới đâu thì ta xem sau. Việc thứ ba, tôi đề nghị ở tất cả các giáo phận trong nước việt nam cộng hòa các ngài hãy tỏ ra là sẵn sàng bắt tay cộng sự với người mỹ trong chương trình này thưa ngài đại sứ xin ngài cho được nghe ý kiến tường tận hơn chút à thí dụ như chúng tôi cần mở rộng hơn các căn cứ quân sự do đó chúng tôi cần chuyển bớt một số vùng đông dân đi đến một vài nơi nào đó có lợi cho chiến lược tiêu diệt cộng sản thưa ngài đại sứ tại sao chúng ta lại phải làm những việc như vậy đó là lấy thí dụ thôi có thể như vậy có thể không phải như vậy tóm lại mong rằng các ngài phải cộng sự đắc lực mọi mặt cho chương trình chung của chúng ta thưa ngài đại sứ một lời hứa của chúng tôi có lẽ không khó nhưng để có một lời hứa đừng là một lời hứa suông có lẽ chúng ta phải lo cho nó những điều kiện mà ai ai cũng biết là cần thiết Tiền chứ gì Nước Mỹ rất hào phóng Đặc biệt là rất hào phóng với những người cộng sự Một cách hữu hiệu Cuộn băng ghi âm này Được anh Hùng và tôi bàn bạc suy đoán rất nhiều Chúng tôi tìm hiểu cách Để chuyển nguyên văn nội dung Của nói chuyện ấy ra cho anh Tâm Vì chúng tôi biết Ở ngoài Bắc có đủ điều kiện để đánh giá đầy đủ Và hiểu sâu hơn ý tứ Lời lẽ của Henry Caputlot Về sau này Chúng tôi càng hiểu rõ hơn qua việc mỹ xúc tiến cắm tên lửa hâu cơ để đề phòng máy bay miền bắc phản kích việc mỹ xây dựng những vành đai giáo dân di cư ở xung quanh các căn cứ lớn nhằm xây đắp quanh các căn cứ này một hàng rào bằng thịt người cho đến cả việc tách giáo phận quy nhơn cũ ra làm đôi một nửa dưới coi sóc giáo dân việt nam còn nửa trên lập thành giáo phận đà nẵng dưới sự coi sóc của giám mục phạm ngọc trung một giáo phận mà lính mỹ còn đông hơn cả giáo dân bản xứ một giáo phận có nhiệm vụ chính là săn sóc phần hồn cho mấy chục nghìn sau đó lên tới hàng trăm nghìn lính mỹ tất nhiên là anh hùng và tôi nhanh chóng báo tin tức mới và gửi những gì cần thiết cho anh tâm ít ngày sau mỹ gây ra vụ tàu ma Đốc và bắt đầu dội bom bắn phá miền bắc theo kịch bản của đại sứ quán mỹ một số giới ở Sài Gòn rung lên những hồi chuông rền vang ăn mừng chiến tích mới của quân lực Hoa Kỳ. Các tờ báo lá cải đăng đầu để rầm rộ. Phi cơ Hoa Kỳ dội bom ảo ạt xuống Bắc Việt. Bắc Việt mù mịt trong khói bom đạn, tơi bời trong đổ nát. Dên dỉ trong hoang mang. Nhiều nhà thờ miệt gò vấp Tân Bình, Hố Nai, gióng giả kéo chuông mừng. Cục diện mới của chiến cuộc sắp đến ngày vẻ vang. Có những tòa giảng đã vang vang lời hô hào, hâm nóng lại bản hùng ca cũ dích. Sự trừng phạt này của thế giới tự do đối với Cộng sản Bắc Việt là điểm sáng báo hiệu đã đến giờ vùng lên Bắc Tiến, giải phóng quê hương. Tuy nhiên, trong dân chúng ở Đô Thành cũng như ở các thôn dã tình hình lại diễn ra không thuận chiều cho Mỹ. Tướng tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đấm đá nhau dữ tợn, các chính cách xa lông nhảy ra ảo ảo như châu chấu các chính đảng dựng cờ, khai trương, trưng bảng phô bày, danh sách, các lãnh tụ ái quốc, ái quần. Với các bài diễn thuyết mê ly, nghe tưởng như có thể đứng tim. Giá cả sinh hoạt vùn vụt tăng theo tốc độ hỏa tiễn. Đính Mỹ tràn vào các thành phố lớn, nghênh ngang xe cộ, kẹt cứng các ngã tư, ngã năm đường. Tin tức từ các tỉnh đưa về ghi nhận, bộ đội Việt Cộng gia tăng hoạt động ở cả miền núi, vùng thôn, và cũng như ven đô thị. Tháng 6 năm 1964, Tổng thống Lyndon Johnson lại triệu hồi Lốt về, đưa thông tướng Mark Sen, tay lo sang làm chân đại sứ ở Sài Gòn. Trung tá, trùm buôn túc viện lậu Nguyễn Cao Kỳ, Này đã thăng lên chức thiếu tướng. Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, tuy tham gia cách mạng, lật đổ ngô triều muộn màng nhất, nay cũng đã đeo ba ngôi sao. Các tướng Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Nguyễn Văn Xuân đang lăm le tính sổ. Còn Lâm Văn Phát, Dương Văn Đức cầm đầu cánh tướng tá đầu bò, đang dọa làm cách mạng nữa. Thủ tướng Nguyễn Khánh hò hét như phường tuồng. Ngày thì trận má phồng mắt, tối tối lại lén lút, mỗi đêm trốn lùi một nơi khác nhau. nơm nướp cái cảnh Trương Phi bị chặt đầu lúc đang ngáy như sấm. Tay lo đến Sài Gòn cho gọi các đám tướng tá chính cách lại. Nói trắng ra rằng, Mỹ muốn gom thật nhiều các phe, nhóm, bản xứ để lại chống Cộng sản. Cái nào không tuân theo cái gậy thì sẽ bị gậy đập nát xương sống. Giàn đè đến mức ấy rồi, nhưng thầy lo vẫn giật mình thon thoát vì đêm đêm vẫn có những mật báo khẩn cấp về tốt nọ nhóm kia. Có thể cướp cò, nhảy ẩu, làm thêm những cuộc quốc gia cách mệnh. Và một ngày cuối tháng 12 năm 1964, thầy Lo lại cho gọi tất cả các tướng tá bất trị đến sứ quán Mỹ. Bất trị là bất trị ngoài đường phố. Chứ vào các sứ quán đây, các tướng bất trị đều len lén như thằn làn mồng năm. Lúc này tôi đã được ăn lương đều đặn hàng tuần của CIA và được Pop Các Vơ, trường phân cục CIA ở Sài Gòn, xoa lưng khen ngợi là hạng cộng sự đắc lực. Theo lệnh của Lo và Các Vơ, bố trí phòng ghi âm bên cạnh phòng tiếp khách. Các vơ tôi và hai nhân viên CA phụ trách kỹ thuật ngồi theo dõi và điều khiển các nút bấm. căn phòng này được ngăn cách với phòng tiếp khách bằng một bức vách lát kính dày và mờ. bên trong có thể nhìn ra bên ngoài và nghe qua hệ thống ghi âm, còn bên ngoài không thể nhìn vào và nghe thấy gì ở bên trong cả. các tướng tá Sài Gòn lũ lượt về tiệu đúng giờ, quần áo dây lón nghiêm chỉnh nhưng chỉ có đôi mắt họ liếc đảo mọi người xung quanh để lượng giá khí hậu của cuộc họp mặt lành ít giữ nhiều này Thầy lo thừa biết các tướng tá sài gòn đều xuất thân từ cái lò của tây ra già trẻ gì cũng cứ theo khẩu lệnh ang na văng, mark Ma già dập giày sang đá đi theo bước chân quan thầy mặc dù vậy thay lo không dùng tiếng pháp mà dùng tiếng anh hỏi các tướng tá sài gòn ở đây các ông biết nói tiếng Anh cả đấy chứ Cái nọ đưa mắt nhìn người kia Ai cũng biết những người Việt có mặt ở đây Phần lớn mới học tiếng Anh cấp tốc Có tướng mới chỉ thông thạo mấy từ ngữ cửa miệng Như ok, thank you, goodbye Nguyễn Cao Kỳ tự cho mình giỏi Anh ngữ nhất bọn Nhanh miệng nói trước Kính thưa Ngài Đại Sứ Tiếng nói của Sứ ở Ngài Luôn luôn được chúng tôi trao rồi Cho được thông tạo Taylor lườm nguyết kỳ rồi quay đi đảo mắt điểm mặt hết một vòng các quý vị khách quý thấy tay lo mặt mũi hầm hầm chẳng báo hiệu điều gì tốt lành nguyễn cao kỳ sửa giọng cất tiếng kính thưa ngài đại sứ xin ngài hiểu cho rằng đã từ lâu rồi và cho đến mãi mãi sau này nữa ngài luôn luôn làm gương cao cả và tối thượng của tất cả lỗ chúng tôi đây tướng nguyễn văn thiệu tỏ ra mình có học hành hơn bọn con nhà lính tầy kia nói chen ngang với giọng nam cao. Kính thưa đại nhân, nước Mỹ vĩ đại thật, thật là vô cùng sáng suốt khi quyết định trao chức trách trọng yếu nơi này vào tay một người văn võ toàn tài, đông tây toàn năng, kinh cổ toàn diện, tài đức toàn bích như đại nhân. tay Taylor mặt lạnh như tiền đi thẳng vào chuyện. Tôi đã từng nói rõ cho các ông biết rằng người Mỹ chúng tôi đã chán ngấy các trò đảo chính của các ông rồi. Nhưng hình như lần trước tôi đã nói phí lời, bởi vì các ông đã làm cho tình hình tiếp tục rối ren. Tôi báo cho các ông biết, tôi sẽ không kêu mang các ông nữa, nếu các ông cứ dở các cách trò về lính tẩy của các ông ra. Tướng Kỳ vặn phẹo cái lưng, uốn éo cái lưỡi. Kính thưa đại sứ, xin ngài hiểu cho rằng không một ai trong chúng tôi dám nghĩ đến Chứ đừng nói đến việc dám hành động trái với ý muốn cao đẹp và vững chắc của ngài Tay lò cắt ngang Các ông chẳng hiểu gì sất Các ông đập vỡ quá nhiều đĩa rồi Bây giờ người Mỹ chúng tôi sẽ phải xem xét Cần thanh toán cái cảnh rối ren này của các ông như thế nào Kể từ giờ phút này Các ông phải học thuộc lòng cái phương ngôn cổ kim vẫn dùng Ai chi tiền, người đó phải nằm mối dây các ông nhớ chứ Năm ngày sau Đúng lễ Noel Khu cư xá sĩ quan Mỹ Brinker Ở Sài Gòn nổ tung Hơn 100 sĩ quan bị chết và bị thương Đô đốc sát Ở sở chỉ huy Honolulu Đồng ý với bức điện của Maxwell Taylor Điện về Washington Xin lợi dụng dịp này Để trả đũa mạnh mẽ vào Hà Nội Tổng thống Mỹ Johnson cho Ngoại trưởng Rasker đã trả lời Taylor. Phải soát lại trong chuồng Không được nhảy ẩu Tay lo lại lật đật đến tòa khâm sứ Vatican Và một cuộn băng khác Được chuyển về cho tôi Lời nói kỳ này Tuy có vẻ mềm mỏng Nhưng không thiếu phần cứng rắn Đại lý tay lo thúc giục tòa khâm sứ Washington luôn luôn tin cậy Và đánh giá cao các bạn đồng minh Của mình trong việc thánh chiến Chống cộng Tuy nhiên, thời gian cấp bách lắm phải gom mọi nỗ lực theo hướng chính là bẻ gãy và đập tan các hang ổ của Việt Cộng. Kể từ Hà Nội vào và suốt dọc đường mòn Hồ Chí Minh, không phải chỉ có không lực Hoa Kỳ mà còn phải có sự tham chiến trực tiếp của các lực lượng dưới đất. Bằng mọi giá, các ngài phải huy động được tất cả các lực lượng có trong tay, kể cả dưới và trên vị tuyến 17 đưa vào chiến dịch 18 tháng tiêu diệt Việt Cộng. Công việc ngày càng tăng Không thể chỉ dùng những đường dây cũ Mà phải có thêm cách mới Tôi cũng cố dùng hết mọi điều kiện thuận lợi Để mở mang công việc của mình Trong tình hình bận rộn này Vào thập kỷ 60 Bên giáo hội đạo thiên chúa Đang có phong trào cách tân Đòi sửa đổi lề luật Và cách thức hành đạo cho phù hợp Với tình thế mới Cuối năm 1962 Giáo hoàng Joan 23 cho triệu tập Cộng đồng Vatican để giảm nhẹ những sự ràng buộc khắt khe cũ kỹ, lôi kéo các thế lực khác nhau trên mặt trận tôn giáo. Ngõ hầu có thể đối phó hữu hiệu hơn với các phong trào quần chúng và tiến bộ xã hội, dân chủ và hòa bình. Cộng đồng Vatican II cho phép các giáo sĩ tham gia làm thử cuộc thế tục hóa, nghĩa là không nhất thiết gò bó trong đời sống tu hành khổ hạnh như trước, mà có thể sống và làm lụng như người thế gian người không đi tu nơi thế tục hóa mạnh là pháp có phong trào linh mục từ bỏ nhà xứ nhà chung để sống và hưởng lương như mọi người thợ ở hà lan một loạt linh mục nam nữ tu sĩ lấy vợ lấy chồng sinh con đẻ cái ở sài gòn phong trào thế tục hóa cho phép một số linh mục ra sống ở ngoài đời làm các nghề ở ngoài ngày thường mặc quần áo như người bình thường trong phong trào đó tôi thuê một căn lầu ở đường Hiền Vương và xin nhận một chân phó sứ nhà thờ Martino sau này Việt hóa thành sứ Martino giúp việc rửa tội đón nhận con chiên đến xưng tội chịu lễ giặc mèn kim phượng là một trong những con chiên đến xưng tội đều đặn nhất có buổi giặc mèn thổ lộ thật sự nhiều lúc con chỉ muốn chấm dứt ngay cuộc sống ở trần thế những chuyện xấu xa trước đây đã xảy ra với con khi con còn nhỏ ở xứ giao kiệm. Giờ đây lại xảy ra một cách dữ tận hơn và con không biết làm thế nào để tránh được những cơn khốn khó ấy. Nếu như trước kia con đã bỏ ngay đi khỏi đây như con đã trốn khỏi xứ giao kiệm năm xưa. Nhưng nay còn những công chuyện phải làm, con xin thú nhận lòng con yếu hèn, con đã cầu xin đức bà che chở cho con ban cho con sức lực để vượt qua sóng gió thế nhưng còn thấy bất lực một buổi khác sạch men lại nói cha cho con xin lời khuyên giải con có một nỗi ưu phiền thật khó dằn lòng con biết là bố con khi xưa chỉ là con một người nghèo đói và bố con vẫn coi bỏ sẹo như người đã sinh thành vì quả thật không có bố thì bố con không thoát được cái chết ngay khi con tấm bé vì thế bố con dặn dò kỹ sau này lớn lên mãi mãi phải nhớ công ơn ông con và trả được thù cũ cho ông con cho bà con và cũng là cho bố con giả sử con đã chết bẹp dưới bánh xe nhà binh ở giao kiệm thì không còn nói gì nhưng rồi con đã gặp lại cha ở hàng xanh cha đã giúp con được sống lại với những lời dặn dạy ân cần và nhờ đó con mới có cơ hội sống cho đến ngày nay Nhưng còn vẫn nóng lòng làm sao sớm đến lúc thực thi được lời trăng chối của bố con Lòng con thật bối rối vì một đằng là lời bố con can dặn Một đằng là đức bác ái của đạo chúa dạy bảo phải xóa bỏ thù hận Phải có kẻ thù là tha nhân cần cứu giúp mọi đàng, mọi lẽ Con thật đang dối trí, dối lòng, không biết suy ngẫm ra sao để cho phải lẽ lại có buổi Kim Phượng giải bày với tôi Trong căn nhà con đang sống Có một người hình như Tỏ ra có những sự nghi ngờ Con có những mối liên hệ Với người của đối phương Con người ấy đã nói bóng gió Rồi đã có lúc Nói thẳng ra cho con biết Là người Mỹ đã nắm được chứng cứ Gì đó về con Nhưng xem ý người ấy không có ý Cáo giác cho con Các đứng bể trên Hoặc trao cho con các cơ quan công lực Ngược lại, người ấy còn cam kết sẽ bênh che cho con đến cùng. Khỏi sự nghi ngờ ở bên ngoài, miễn là con phải vâng phục mọi sự. Thưa cha, xin cha chỉ vẽ cho con điều hay lẽ phải trong cảnh ngã ba đường này. Mỗi lần tôi đều cố sức tìm cách nói xa gần để an ủi, khích lệ và dẫn dắt cho cô gái mới lớn 18 tuổi đời. Tìm được cách khôn khéo nhất để vượt qua hoàn cảnh éo le và khốn khó này rất tiếc là sau đó ít lâu tôi được lệnh sang mỹ nên phải bàn giao lại đầu mối này cho anh hùng anh ấy nói thế đấy mà thiên hạ cứ tưởng rằng công tác tình báo chỉ toàn là chuyện đấu súng giật gân về sau tôi nghe nói dẹp mèn được nối với một đường dây khác và cô vẫn gan dạ đương đầu với mọi gian khó để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ hơn một năm sau anh hùng giàu dĩ báo tin cho tôi biết nữ tu sĩ kim phượng tức là cô vũ thị vượng con gái ông chuồng táo người cháu gái của bõ sẹo đã bị chết đột ngột và được an táng tại nghĩa trang xứ bắc tiến ở gò vấp tôi sững sờ đến tê tái trong lòng nước mắt tôi nhỏ giọt lúc nào không hay bởi vì tôi biết chắc chắn không phải là một cơn bệnh hiểm nghèo hay một tai nạn bất ngờ nào đó đã cướp mất đời sống của cô gái ấy rõ ràng kẻ thù đã giết hại con người đang độ thanh xuân khi cô chưa tròn 20 năm sống trên đời. Xong, cháu vợ ơi, tôi khóc thầm và kêu to lên. Cháu mất đi ở độ tuổi còn non trẻ như vậy, nhưng cháu đã làm trọn đời trăng chối của người bố. Cháu đã trả thù cho ông bà cháu, cho cha mẹ cháu một cách thật đích đáng. Và cũng có thể nói, mặc dù rơi vào một cảnh đời hết sức đau khổ và khó khăn, cháu đã có những đóng góp xứng đáng với làng xóm, với đồng bào, với đất nước. Có thể sẽ không có bia đá, bảng vàng, huân chương trao cho người con gái ấy, cũng như nhiều chiến sĩ vô danh khác trên mặt trận thầm lặng này. Nhưng mãi mãi đất mẹ Việt Nam vẫn ôm ấp trong lòng thân xác và tâm hồn những đứa con yêu quý. Hồng và tôi đêm ấy ngồi lặng thinh ôm vai nhau trong bóng tối để tưởng nhớ đến cháu vượng và để hứa với cháu chúng tôi sẽ tiếp tục làm nốt công việc của cháu trở lại với chuyện trước khi bàn giao các mối đường dây cho anh hùng một chiều thứ sáu tôi được các vơ gọi đến và báo cho biết ý định của người mỹ muốn tôi đi sâu vào kỹ thuật cho nên muốn cử tôi đi qua mỹ một thời gian để tu nghiệp tôi trả lời rằng dù sao thì tôi vẫn còn mang danh nghĩa là một giáo sĩ Cho nên xin cho để qua ngày chủ nhật Tôi đến xin phép bề trên cho phải lẽ Các vơ không phản đối Chỉ dục tôi nên thu xếp sớm hơn Tất nhiên là tôi có chạy đến gặp giám mục Tổng tuyên úy công giáo Trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nhưng việc chính là tôi chạy đi bàn bạc với anh Hùng Thấy đây là việc hệ trọng Anh Hùng quyết định là phải điện Ra hỏi ý kiến của anh Tâm Sang thứ hai tuần sau Các vơ bảo tôi Thế nào Ông gặp tổng giám mục tuyên úy rồi chứ Và chắc ông ta không gây trở ngại gì cho ông Trong khi thực hiện ý định của chúng tôi Tôi đành phải gật đầu Bởi vì không có lý do gì Để rút lui Khi Mỹ và giám mục tổng tuyên úy Đã bàn và đã nhất quyết rồi Tôi báo lại sự tình cho anh Hùng Và anh Hùng cũng tán thành với tôi Cứ giáo giết sửa soạn Nếu anh Tâm có ý kiến khác Thì sẽ bàn sau Hôm sau các vơ bảo tôi chúng tôi sẽ thúc đẩy các nơi cần thiết nhưng để che giấu được vết tích ngay từ buổi đầu ông phải tự tìm lấy các cánh cửa để cho có đủ thủ tục về phía nhà cầm quyền bản xứ đúng tối hôm ấy có điện anh tâm vào không chỉ cho phép tôi đi theo lệnh các vơ mà còn trao nhiệm vụ cho tôi phải cố nắm thêm về nghiệp vụ này ở bên mỹ tôi chạy tới một số người quen cũ bên biệt bộ để lo thủ tục biệt bộ là tên gọi tắt của tổ chức bộ tham mưu đặc biệt tổng thống phủ đặt ra ở thời diệm để theo lệnh diệm gọi tỉnh trưởng nọ tư lệnh kia về gặp diệm lúc đầu là nguyễn phước đàn làm tư lệnh biệt bộ ít tháng sau liền bị thay ngay bằng người của ngô đình thục đó là thiếu tá huỳnh văn cao con người ăn nói lịch thiệp nhưng nổi tiếng là khéo nịnh những kẻ có quyền thế là một viên quan khố đỏ cũ theo đạo công giáo cao khéo phình nịnh ngô đình thục rồi được thục diệm cho lên giữ biệt bộ mỗi khi lập được chiến tích gì đó cao khoanh tay cúi đầu kính trình tổng thống đó là nhờ ơn thiêng của đức mẹ maria đã chỉ vẽ cho con phương cách xử thế cả ngô đình thục lẫn ngô đình diệm ngô đình nhu từ biết cao nịnh nọt ghê gớm nhưng đều cho rằng đây là một tên đầy tớ tận tụy nên thăng chức vòn vọt lên đến đại tá cao giờ biệt bộ lên làm tổng cục trưởng tổng cục chiến tranh chính trị một chức còn dễ leo cao hơn nữa về tay cao là đại tá nguyễn văn là một thời gian sau sang làm giám đốc cảnh sát công an về biệt bộ tiếp theo là cao văn viên lúc này cũng đã đeo lon cấp tướng và làm tham mưu trưởng liên quân quân lực việt nam cộng hòa có thêm oai quyền của đô la tôi lọt qua các cửa một cách lẹ làng chỉ hai hôm sau cao văn viên đã cho lính đến mời tôi tới gặp tại trụ sở bộ tổng tham mưu viên đích thân mở cửa phòng bắt tay thân mật và mời tôi vào ngồi xa lông viên cười lịch thiệp chúng tôi vẫn ngưỡng mộ quý cha từ lâu và xin cho phép tôi được mãi mãi ghi nhớ hình ảnh một con người tài ba xuất chúng mà lại vẫn không kém phần nhân lành thánh thiện tôi nói qua loa vài câu rồi đáp rồi hỏi ngay vào công việc viên bấm chuông sai lính rót rượu quý cha khỏi phải lưu tâm về chuyện giấy tờ xin cho phép tôi được cụng ly chúc mừng công chuyện của quý cha được vẹn toàn rõ ràng là viên vòi tiền tôi ngỏ ý tối nay thế nào cũng tới chào viên tại tư dinh cười hài lòng viên ném người xuống ghế salon lông mời tôi hút xì gà rồi khề khả nói đã hẳn là thời buổi loạn ly này có nhiều chuyện thật có tưởng tượng được mà nó vẫn cứ xảy ra trước mặt chúng ta. Nhưng thật ra, tôi vẫn không rõ vì sao quý cha lại có ý định xa lánh nơi ấm cúng ở Sài Thành này để đi du học ở Phò Bớt. Thú thật với quý cha là, cánh tướng tá nhà bên chúng tôi chẳng gì cũng quen mũi tên hòn đạn ngoài trận mạc. Nhưng hết đi Hoa Kỳ là phải xin đi trường chỉ huy và tham mưu ở Fort Leavenworth. Có chế độ lương lậu cho sĩ quan đàng hoàng như Mỹ Chứ còn bên phò hàn là bớt Thì xin thưa trước là rất cực đó Quý cha À mà tôi vui miệng nói hết Tôi luôn luôn hiểu rằng Sự thật thường hay mất lòng Viên đưa đẩy như thế Nghĩa là giám mục Tổng tuyên úy Và giám mục Phạm Ngọc Trung Đã bấm đèn xanh Thì viên thi hành lệnh cử tôi đi Mỹ Nhưng trong bụng viên vẫn còn e ngại vì sợ sau này bị liên đới trách nhiệm tôi gật gù đúng vậy ngài thiếu tướng băn khoăn như vậy là phải tôi chính tôi đây cũng có băn khoăn không hiểu vì sao bề trên lại sai bảo tôi như thế này và cũng lo ngại không hiểu có xứng đáng với sự cắt cử như vậy của các đấng bậc không nhưng ngài thiếu tướng hẳn cũng biết đôi khi hội thánh cũng có những mục tiêu cao cả mà tầm mắt của những người như tôi không thể không tỏ được. Vì thế, Ngài cũng hiểu cho chúng tôi, tuân theo giáo luật, quy định phải mọi lẽ vâng phục ở trên một cách nghiêm ngặt, không khác gì. Tôi xin lỗi, có khi phần nào hơn nữa so với kỷ luật nhà binh các ngài đó. Viên gật mạnh, xua tay rối rít. Ồ, oh, quý cha bỏ lỗi cho, chỗ thân tình, chúng tôi nói huỵch toẹt theo kiểu nhà lính, quý cha đừng để ý. Viên bấm chuông ba tiếng ngắn một sĩ quan bưng khay Trên đặt các giấy tờ của tôi Viên tự tay trao cho tôi Xin cho phép tôi được trình bày Vì sao tôi buộc phải làm một việc Hơi khiếm nhã với quý cha Bên phái bộ Mỹ Quốc cho hay Trung tâm Phò Hòn La Bớt Chỉ thu nhận các sĩ quan cấp đại úy Và do đó tôi đành phải ký giấy Xin quý cha vui lòng Cảm phiền nhận cho quân hàm đó Của quân lực Việt Nam Cộng Hòa Ba ngày sau mang chiếu khán ngoại giao. Tôi đáp chuyến bay thường kỳ của hãng hàng không Mỹ, rời phi trường Tân Sơn Nhất lúc 8 giờ tối, vượt qua biển Đông tới Manila hoa lệ của nước phi luật Tân. Dừng cánh nửa tiếng, máy bay trực chỉ đảo Guam, một căn cứ quân sự lớn của Huê Kỳ ở Thái Bình Dương. Tới đây, một chiếc ô tô Mercedes màu đen mang biển số kỳ quặc, Đỗ sát chân cầu thang. Theo quy ước, tôi bước xuống máy bay vào tảng xe và lập tức xe dổ máy đưa tôi sang máy bay quân sự đậu ở cuối đường băng. Trên máy bay chỉ có mình tôi là người châu Á, còn toàn là Mỹ da trắng. Máy bay cất cánh ngay, độ cao trên 8.000 mét, đáp thẳng xuống phi trường quân sự Anderson của không quân Hoa Kỳ. Thảm băng tự động của sảnh đường tiếp tân ở phi trường chưa dừng. Tôi đã thấy một người to con đầu để trần tóc húi cua đeo kính dâm áo trắng quần đen từ phòng đợi bước vội ra đón tôi ở cuối thảm băng xin chào ông ba thưa ông vẫn được an khang đúng mật hiệu tôi đáp lại theo quỷ ước cảm ơn hành trình có làm tôi hơi đau đầu xong tôi đã dùng thuốc người ra đón tôi nhẹ nhàng đón chiếc tích kê từ tay tôi ném cho cô gái mỹ phục vụ ở sảnh để đi lãnh đồ cho tôi. Còn tôi, giơ tay trái chỉ một lối rẽ bên hông, khỏi qua mọi thủ tục thông thường ở các phi trường. Ngoài hiên, một chiếc ô tô bùi đích đậu sát hè. Ông ta mở cửa, rồi mời tôi ngồi ghế trên cạnh ghế lái. Còn ông ta vòng ra sau xe đón chiếc vali từ tay cô phục vụ dùng xe đẩy có động cơ đưa tới đuôi xe. Không đầy nửa phút, ông ta khóa xong hòm xe vào ngồi ở ghế lái rồi ga lướt nhẹ khỏi phi trường rõ ràng là một người thạo việc tôi lên tiếng khen để làm quen hên quá mọi việc lẹ làng đỡ quá ông ta kín đáo nhún vai không đáp lại một lời đạp ga cho chiếc xe ô tô dồ máy lao nhanh hơn tôi tỉnh bơ rút thuốc mời ông ta lắc đầu tôi đành hút một mình quá mười lăm phút khi xe hơi đã chạy ra khỏi vùng thị trấn ngoại ô băng mình vào một con đường vắng vẻ ông bạn đường của tôi mới lên tiếng bên nước nhà có chi lạ không thưa ông tôi kín đáo trả đũa thì cũng như báo chí đăng tải thôi qua giọng nói ông ta không hề tỏ ra cáu giận về ngón đòn kém thân thiện của tôi ông ta trầm tiếng tôi xin phép được tự giới thiệu Chúng tôi không phải là nhân viên đại sứ quán Cộng hòa Việt Nam Vì vậy Ông khỏi cần giữ gìn quá xá Tôi nháy mắt trái Gật gù Tỏ vẻ thân mật hơn một chút Nhưng trong bụng lại cười thầm Anh không phải là nhân viên sứ quán Thì rõ ràng là nhân viên tình báo Mỹ Mình càng cần phải giữ gìn chu đáo hơn Chứ bộ Hơn một tiếng sau Ông ta đưa xe vào một ngôi biệt thự Ở sâu bên trong đường Chừng 500 mét để tỏ ra mình hưởng ứng lời giới thiệu chu đáo của ông ta tôi thân mật đặt tay lên vai người đồng hành à xin lỗi xin cho biết chúng ta xưng hô với nhau như thế nào cho tiện dạ tôi tên là thiệt lê văn thiệt tôi thứ bảy tôi cười vậy là ta quen biết nhau tôi là ba hồng ta kêu nhau bằng anh em cho thân mật phải chăng từ giờ cho tới khi nhập trường tôi sẽ được hân hạnh sống cùng với anh hả anh bảy Bảy thiệt nhún vai Có lẽ vậy chăng? Tôi không rõ lắm Anh ba ạ Đến lượt tôi nhún vai Rồi xách hộp đồ theo chân bảy thiệt Vào ở trước nhà nhận phòng Buổi tối ngồi đối diện nhau Với chai cổ nhắc ở giữa Bảy thiệt vừa nhâm nhi vừa tâm sự Người Mỹ rất hào phóng về tiền bạc Nhưng rất keo kiệt về tình cảm Nếu khi họ trao tặng anh Chút tình cảm nào Là họ đã tính kỹ Sau này sẽ thu lời về dư trội gấp nhiều lần. Tôi gật gù làm người học trò nhu mì, lắng nghe và tiếp nhận hết bài học Mỹ Quốc nhập môn của người giáo sư. Đồng bào này không bàn thêm cãi được. Phòng khi bảy tiệt dường bẫy. Bảy tiệt nói nhỏ. Đặc biệt là trung tâm phò hồn là bớt, không coi học viên là người mà chỉ là máy. Trung tâm này không thuộc về bất kỳ một tổ chức tình báo nào là một trung tâm chuyên biệt đào tạo các chuyên viên cho tất cả các tổ chức tình báo của mỹ cả ở trong nước cũng như ở ngoài thế giới ngồi nghe mãi không hỏi được gì cũng không tiện tôi bèn thăm dò gia đình anh bảy thế nào thỉnh thoảng anh có về thăm không bảy thiệt lắc đầu không không có gì không có cơ hội tôi cười thầm ở trong bụng té ra trước mặt mình cũng là một cái máy hoặc là một người máy. Ngày hôm sau, tôi nằm lì ở trong phòng đọc tiểu thuyết phía đông tiên đường của nhà văn Mỹ. Tối khuya gần giờ ngủ, bảy thiệt bấm chuông xin vào phòng ngủ của tôi. Tôi vừa mở cửa, bảy nói ngay. Xin cảm phiền đến cuối dối anh vào giờ này. Tôi vừa nhận được điện thoại báo tin có máy bay trực thăng tới đón anh vào lúc 11 giờ 15 phút đêm nay để đưa tới trường Vậy anh thu xếp đồ cho kịp giờ Vậy lúc nào ta rời đây Ra nơi máy bay đậu Anh Bảy Bãi đậu ngay sau nhà đây Đúng giờ máy bay đáp xuống Rồi cất cánh liền Dạ cảm ơn anh Bảy Còn một điều nữa Tôi có bổn phận báo anh Kể từ giờ giây phút rời khỏi ngôi nhà này Danh hiệu duy nhất của anh Là V28 Bí số này sẽ dùng mãi Cho đến khi nào có lệnh mới đón bằng máy bay đêm tưởng đã là cẩn thận vậy mà khi lên máy bay phi hành gia còn chỉ cho tôi một chiếc ghế bẻ ngửa ra có một tấm chăn đắp bụng rồi hỏi ông có cần dùng thuốc ngủ chăng nước mỹ chủ đạo quá có đủ mọi sự lo liệu để bịt mắt những ai tò mò trung tâm đào tạo tình báo viên cao cấp phò hòn là bớt không có tên trong danh sách mục các trường đào tạo và tu nghiệp ở nước mỹ và tất nhiên cũng không xuất hiện địa danh và địa chỉ điện báo ở bất kể sổ danh bạn nào công khai hoặc chuyên nghiệp. Trường có lệ đặc biệt, học trò chỉ biết thầy dạy và các thầy dạy chỉ biết học trò qua bí số. Tất nhiên, đó là nguyên tắc. Còn thực tế thì cũng có ngoại lệ. Bí số có thể bất thường thay đổi. Những giờ lên lớp, thầy ngồi một buồng đeo kính đen, dâu ria có thể là đồ giả. Thậm chí, nhiều thầy còn đội tóc giả hoặc đeo mặt nạ đen che kín nửa mặt còn các trò cũng mỗi người một phòng kín bật máy truyền hình hữu tuyến để theo dõi bài học và thầy giảng các môn thực hành nội đường như các giờ võ thuật nghi trang biểu diễn tình cảm theo chương trình cũng mỗi trò một phòng khi cần có một người thầy đeo mặt nạ uốn nắn ngoài các môn học chính có giờ đi dưỡng tinh thần tôi không rõ các học viên vô đạo thì đi dưỡng như thế nào còn cách tôn giáo tôi cũng dì dưỡng rất khác thường học viên xem lễ qua máy hữu tuyến truyền hình cái mục chịu minh thánh chúa qua máy truyền hình cũng là khác thường nghĩa là khi chủ tế làm hiệu trao mình thánh trên màn ảnh thì người xem lễ với tay sang bên cạnh máy thu hình bóc bao ni lông ra lấy bánh thánh đã được làm phép từ trước và phát đến từng vòng có được sống đạo theo kiểu hoa kỳ như thế này tôi mới hiểu hết sự kỳ quái của kỹ thuật trong cái giáo hội điện tử ở đất nước mỹ lại còn cái chuyện giải tội qua đường dây máy điện thoại khi xưng tội dĩ nhiên không xưng tên kể cả bí danh mà chỉ xưng ra cái bí số từng thời gian mà thôi người mỹ họ lý lẽ Chúa thông tỏ mọi điều, mọi lẽ, kể cả bí số mà. Điều không có trong luật lệ nhà đạo là chắc chắn trăm phần trăm. Lời xưng tội ở đây đều được ghi âm, phân giải, nghiên cứu và tàng chữ chu đáo để đưa ra những kết luận cần thiết. Không phải ra trước tòa luyện tội của Thiên Chúa, mà là ra trước hội đồng giám khảo của Trung tâm Đào tạo Tình Báo Viên, Phò Hòn Lạp Bớt. 3 tháng 6 tháng, 12 tháng. Thấm thoát, tôi qua được 50 tuần lễ nghe giảng, luyện tập và thử thách. Những kỳ thảo nghiệm lòng trung thành, xem ra ở đây làm chu đáo. Học viên bị chẳng, bị trói bởi những dây dợ nhằng nhịt. Cái bám vào bắp tay, cái quạt vào tái dương, cái bó ngực, cái chẳng bụng. Xung quanh và nhất là trước mắt là đèn xanh, đèn đỏ, đủ màu lấp loáng. Là hệ thống loa với các bài âm thanh phức tạp khi thi, học viên phải trả lời những câu hỏi lắt léo đã được bao nhiêu giáo sư tâm lý học soạn thảo công phu và được ghi âm vào băng từ. Khi thì với từng ấy dây dợ, học viên ngồi xem những cuốn phim nổi và màu, với vô số các cảnh mê ly rùng rợn giật gân. Khi thì uống thuốc ngủ loại nặng hoặc tiêm thuốc mê, thuốc kích thích để moi ra bằng được những lời mê sảng trong tiềm thức của học viên. Phần tôi qua các lần thảo nghiệm lòng trung thành bằng các kỹ thuật tân kỳ tôi đều qua chót lọt thậm chí còn được máy tính điện tử lượng giá là loại học viên Excellent là tuyệt vời cơn thử thách gay go nhất đối với những ai đến học hoặc đến tu nghiệp ở trung tâm đó đó là đợt thực tập cuối khóa phần tôi được cắt cử đi về miền nevada phía tây nước mỹ bài thi chưa tiết lộ bay đến các sơn city một buổi chiều trạng vạng Tôi loay hoay tìm kiếm một khách sạn yên tĩnh Thì bất ngờ gặp một người đồng hương Mà tôi rất quen biết Đại tá Lê Đình Báu Lo thu xếp việc của mình Tôi chỉ kịp nói qua loa Giam ba câu chuyện Thăm hỏi địa chỉ của Báu Rồi tạm biệt 9 giờ tối hôm đó Tôi mò đến tiệm cà phê Bobby Ở góc đường Minneapolis Đúng như lời dạng của trung tâm Tôi bật ngón tay kêu bốp một cái gọi bồi bàn đúng kiểu Mỹ. Một người ria đen nhánh đi tới, tay trái khoác khăn trắng, tay phải ngửa ra, phô rõ hai cái nhẫn đeo ở ngón tay giữa và ngón tay thứ tư. Đúng quỷ ước. Tôi gọi rõng rạc. Một adinet. Người bồi cúi xuống đáp. Thưa vừa hết. Vậy thì whisky. À mà này, cho thêm một bao men Nửa phút sau, người bồi quay lại đặt cốc rượu lên bàn, kèm theo bao thuốc lá tôi xé bao thuốc ở góc dưới rút ra một điếu mời người bồi và một điếu khác cho tôi anh ta rút từ từ trong túi quần ra một khẩu súng chĩa về tôi bóp cò lừa xì ra đầu nòng súng tôi chầm thuốc cảm ơn hẹn sớm gặp lại nhau tôi nốc một hơi cạn cốc rượu theo đúng kiểu cách của dân nghiền bước ra về khách sạn tất cả đều khớp đúng ám hiệu cũng như mật khẩu nửa tiếng sau tôi về buồn lặng lẽ rút ra điếu thuốc thứ ba ở hàng thứ hai khẽ bóc được giấy vàng bọc ngoài đầu lọc và kéo ra mảnh đề thi ghé vào đèn bàn tôi giật mình đọc đề thi tốt nghiệp trung tâm tình báo phò hòn là bớt trao cho tôi phải làm giết chết cựu đại tá lê đình báo trước sáu giờ sáng ngày mai các bạn vừa nghe xong tiểu thuyết tình báo đen vỏ đỏ lòng trên tình báo xin cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu thấy hay xin hãy like chia sẻ và để lại một bình luận dưới video và đừng quên đăng ký kênh để đón nghe những tiểu thuyết tình báo mới và hay nhất từ kênh